thức nhé, 64cm. Tiếp nữa bạn đo mông. Mông thì chúng ta lại ngược lại, không thể đứng ở phía trước và phía sau được, mà bụng đứng ở bên hông thì chúng ta mới nhìn thấy phần đầy nhất hay còn gọi là nở nhất. Bạn nhớ cuốn kiến thức ngay ngắn nhé. Vòng mông. Và khi đo vòng mông thì ở trong túi của khách có điện thoại hay có tiền có đồ thì các bạn yêu cầu khách giấy ra để chúng ta đo cho chính xác. Mông của khách ở đây 88cm. Ở bài trước thì Quang Hà đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy số đo ở trên cốt và các phương pháp lấy thế nào, đứng ở đâu thì Quang Hà đã nói rõ rồi. Ở bài này thì Quang Hà sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy số đo ở trên cơ thể. Đầu tiên các bạn lấy chiều dài áo, các bạn đo từ đỉnh vai, nhớ là kéo qua đỉnh ngực các bạn nhé. Và lấy chiều dài áo thì ở đây trên cơ thể thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn, các bạn lấy ngang qua mắt cá này thì đây sẽ là chiều dài áo. Và các bạn có thể hỏi khách là muốn bằng dài hay bằng ngắn thì sẽ theo ý của khách. Trung bình các bạn sẽ lấy vừa qua mắt cá tay. Dài áo ở đây 60. Và các bạn lấy luôn cái vị trí hạ đỉnh ngực. Hạ đỉnh ngực của bạn này chỉ có 24. Và kéo thẳng xuống eo. Eo của bạn lấy ở tầm ngang, ngang trỏ tay như vậy. Eo của bạn này là 39. Như vậy là bạn một lần đo bạn được 3 thông số: dài áo, hạ đỉnh ngực và hạ eo. Tiếp nữa bạn lại lấy số đo ngang vai. Ngang vai thì chúng ta buộc phải đứng ở phía sau như thế này, đúng không nào? Thì chúng ta mới nhìn thấy phần rộng nhất của vai. Vai, bạn kéo vai, bạn gióng vuông góc từ hai đầu vai lên trên nhé, hoặc bạn ấn cái thước xuống cái hai đầu vai. Nhưng khi đo thì các bạn cố gắng hãy nhấn mạnh là khách hãy đứng thẳng lưng, không được hơi gù nhé, đứng thẳng lưng này. Vai của khách này cũng là 37cm. Ok, tiếp tục. Tiếp nữa bạn sẽ lấy cái thông số vòng ngực. Vòng ngực thì bạn không được đứng ở phía trước và phía sau, đúng không nào? Mình sẽ nói rõ ở video trước rồi, thì bạn phải đứng vuông góc thì bạn mới nhìn thấy phần nở nhất của ngực. Bạn quấn cái thước qua hai vị trí đầy nhất của ngực, qua hai vị trí đầy nhất của ngực, và bạn đo vừa lên, không xiết thước các bạn nhé. Ngực của khách là 84cm. Tiếp nữa đo eo thì bạn phải đứng ở phía trước hoặc phía sau, đúng không nào, thì bạn mới có thể quan sát được cái vị trí eo nhỏ nhất. Bạn quay thế này thì bạn đứng ở phía sau đo phần eo này. Đối với eo áo thì bạn đo trên thân quần một chút xíu nhé, ngang hai trỏ tay này. Eo của khách là 64, bạn đo vừa đủ êm nhé, không xiết thước nhé, 64cm. Tiếp nữa bạn đo mông. Mông thì chúng ta lại ngược lại, không thể đứng ở phía trước và phía sau được, mà bụng đứng ở bên hông thì chúng ta mới nhìn thấy phần đầy nhất hay còn gọi là nở nhất. Bạn nhớ cuốn kiến thức ngay ngắn nhé. Vòng mông. Và khi đo vòng mông thì ở trong túi của khách có điện thoại hay có tiền có đồ thì các bạn yêu cầu khách giấy ra để chúng ta đo cho chính xác. Mông của khách ở đây 88cm. Đó là vòng mông. Tiếp nữa bạn lấy số đo vòng cổ thì bạn buộc phải đứng ở phía trước của khách và các bạn quấn cái thước quanh vòng cổ. Cái này đo sát là 35cm. Tiếp nữa chúng ta lại lấy cái số đo chiều dài tay. Chiều dài tay thì bạn đặt thước ở đầu vai này, bạn kéo bằng cái dài tay của khách đang mặc, hoặc hỏi khách muốn mặc dài hơn hay ngắn hơn hay không. Ở đây là 57, bằng cái tay cũ của khách 57cm, tức là vượt qua mắt cá tay. Tiếp nữa bạn đo vòng nách. Bạn quấn ở cái bài trước thì không có số đo này, bởi vì trên cốt thì mình không thể đo vòng nách được. Ở bài này thì mình sẽ quấn quanh từ gập nách lên đỉnh vai, thì vòng nách của khách cũng là 37cm. Thông thường nó tương đương với ngang vai các bạn nhé. Và bạn đo luôn vòng bắp. Bắp thì bạn đo ở vị trí lớn nhất nhé. Đo luôn vòng bắp. Bắp của khách là 25cm. Như thế là Quang Hà đã hướng dẫn cho bạn cách lấy số đo áo ở trên cơ thể. Ở video này thì Quang Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp lấy số đo quần chuẩn. Bởi vì ở các bài trước thì là ở trên con cốt cho nên không hoàn chân, Quang Hà sẽ không hướng dẫn các bạn được. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cái số đo dài quần. Thì các bạn đặt kích thước ở phần trên cùng, cái cạnh trên của lưng quần ấy, bạn kéo xuống. Và bạn có thể hỏi khách xem là khách muốn mặc dài hay mặc ngắn.
Nếu khách nó mặc vừa thì bạn lấy vừa qua cái mắt cá phía dưới của chân là 94 cm. Tiếp luôn, bạn lấy cái vị trí hạ gối của khách luôn, để gối của khách các bạn lấy cao hơn cái phần cấp này khoảng 1-2 cm, hạ gối khoảng 52 cm. Và để thiết kế một cái quần đẹp nữa, nếu là quần ôm thì các bạn lấy luôn cả cái vị trí bắp, bắp thì cộng thêm khoảng 12 cm từ gối xuống nhé, thì tức là khoảng 64 cm, đó là hàm bắp. Còn vòng bắp và vòng gối thì các bạn sẽ đo xong. Tiếp nữa, bạn sẽ đo cái vòng mông. Vòng mông thì bạn phải đứng vuông góc ở bên trái hoặc bên phải của khách nhé, không đứng phía trước và phía sau, bởi vì nếu đứng trước và sau thì các bạn sẽ không nhìn thấy phần nở nhất của mông. Mông của khách ở đây là 88 cm. Nếu như trong túi quần của khách có đồ, có điện thoại thì các bạn yêu cầu khách lấy đồ ra để chúng ta đo cho chính xác 88 cm. Tiếp nữa, bạn sẽ đo vòng eo. Eo thì chúng ta không thể đứng ở bên hông được, chúng ta phải đứng phía sau hoặc phía trước. Và một cái lưu ý nữa, đo eo các bạn không được đặt thước đè lên lưng quần của khách đang mặc, như vậy sẽ bị dư thông số. Các bạn đặt cái thước vừa hết cái phần cạnh trên cùng của quần khách đang mặc. Và các bạn lưu ý, đo quần, eo quần ấy, bạn siết thức nhẹ một chút xíu để khi khách mặc quần nó không bị tụt, không bị rớt nhé. Cho nên là khi đo eo quần là siết nhẹ thước, còn đo áo là không siết nhé, chỉ riêng vòng eo thôi. Thì eo của khách ở đây là 64. Nếu như bạn muốn khách mặc không rớt thì bạn siết nhẹ thước một chút xíu là 63 cm, eo của khách là 63. Tiếp theo, bạn sẽ đo cái vòng đùi. Vòng đùi thì bạn đo ở dưới đáy khoảng 2-3 cm. Vòng đùi của khách là 51 cm. Tiếp nữa, bạn đo luôn cái vòng gối. Gối bạn đo ở phần trên 1-2 cm. Gối của khách là 36. Và phần bắp của khách là 33. Còn ống, nếu bạn muốn làm ống ôm thì bạn làm khoảng 15 cm, đó là ống ôm rồi. Còn thoải mái hơn bạn phải làm 15-16 cm, đấy là vòng ống. Về phần đo đáy, mình chỉ hướng dẫn các bạn phương pháp đo thôi. Các bạn có thể đo từ cái phần trên cùng của cái lưng quần khách đang mặc, đo từ phía trước và vòng ra phía sau ở phần trên cùng này, đó là cách đo vòng đáy. Còn nếu như bạn muốn cắt một cái đáy quần cơ bản thì bạn có thể cắt từ 56-58, còn nếu mà cao hơn một chút xíu bạn có thể cắt 60-62. Còn bây giờ đa số là mặc lưng cao tới rốn thì bạn có thể cắt vòng đáy ít nhất là 66-68-70. Đấy là những cái thông số chuẩn để cho các bạn không cần phải đo. Như vậy là Quang Hà đã hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp lấy số đo quần. Bạn có thể follow để xem các video sau.